Ủa kìa, sao mình đánh dính rồi mà. Ông ơi, tôi định thấy ông thằng lằn mà ông cuốc không nhảy vô. Ông ăn con cá của tôi à. Ông mẹ cay đó nè. Trời ơi, nó không chút dài, không có cái duyên miệng luôn. Mà ném ném thằng lằn chứ. Ném thằng lằn cho chết đi, bé đó, tại sao kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.